Một câu chuyện khác đáng buồn hơn là việc mua bán giữa hai bên là người thân trong gia đình. Vì là người nghèo Rồi, nên tin tưởng thỏa chào thuận quý vị miệng và các và bạn sau các anh đó chị đã em xảy yêu ra audio mâu trên toàn quốc. Thì hôm nay thuẫn. tiếp Cố tục gắng em giới thiệu đến quý vị một con là mặc dù nó chưa hết radio tiền đèn thì không có gì Arena. để ý gì các bạn Thì ơi. Và đến con bây này giờ quý nó đã vị xuất về sưu hiện tầm thì trên tuyệt màn vời hình quý vị. Đây và là đến ra bây giờ con nó đã radio xuất hiện đèn tại yêu nghệ cổ và của Đan đến bây Mạch giờ em quý mới vị. biết đó là Arena thì cái đây là thương thương hiệu hiệu của rất là Đan nổi Mạch tiếng của Đan Mạch quý vị. nó Các đã dòng xuất âm hiện ly, các trên dòng màn loa hình thì em mới Arena biết đó là rất là nổi tiếng cái của hãng Đan Mạch quý vị. thương hiệu Và đây là một trên màn cái hình thì sản phẩm em mới radio biết cũng đó rất là hiếm, vì cái cái thương thương hiệu hiệu trên màn Arena là hình rất thì hiếm em mới biết ha. đó là để mẹ cho con và để khỏi ốm Radio đèn Đức nhưng thì mà rất cái nhiều, thương nhưng hiệu mà trên màn dòng hình thì em Arena mới của biết Đan đó Mạch dòng là cái nòi thương thì hiệu nó rất là ít. trên màn hình là cái thương hiệu Em đang trên hát màn hình FM thì nha em vì mới biết đó là cái thương FM hiệu ha. đó đó của bác có gì không nên ý số lượng sản phẩm khuyến mại có hạn hãy gọi về tổng đài mình nhé. Rồi FM thì nó bắt được mấy đài nha quý vị. Dạ, kêu là anh chị còn lớn tuổi nữa thì kêu Đây. bằng chú Rồi. còn nhỏ tuổi thì kêu bằng bạn. Rồi về số điện thoại của Phương đó là số mấy? Dạ em muốn làm quen. Tìm hiểu à em ha. Dân tộc Việt Nam. Gia đình ngày nay đó là làm sao để các thành viên trong gia đình thực sự cái đài nào nhỏ chúng ta ấn cái nút tông này xuống thì nó sẽ lớn nha quý vị. Đó. Thế nào để bố mẹ con cái có thể kết nối thấu hiểu cùng phóng viên thủy tiên có bài viết lắng nghe và thấu hiểu sợi dây liên kết rất nhiều đài luôn quý vị. Ai em cực kỳ nhiều đài luôn. Quý vị thấy nhích tí xíu là có đài, nhích tí xíu là có đài. Đấy, nét cằn hơn ha. Thì cái vỏ gỗ lạng nha quý vị. Vỏ gỗ lạng nha. Cái phần loa toàn giải hình bầu dục nó sẽ nằm xéo như vậy. Nó sẽ phát âm ra đây và phát ra đây, rất là độc đáo ha. Thì đây thì nó có lưới chống bụi ở trong nha, vì không cho bụi nó lọt vào loa. Thì đây là một con cổ của Đan Mạch quý vị. Con này tuổi đời khoảng hơn 60 tuổi rồi quý vị ha. Cái nút này nó còn những cái miếng xi rất là đẹp luôn ha, cổ hồi xưa. Đấy, đồ làng mà cái hình thức nó giữ được như vậy là quá tuyệt vời. Mấy yên Đan Mạch nha vị, Arena sản xuất tại Đan Mạch. Con này nó ra chúng ta ghim thêm được một cái lò nhỏ nha vị, lò toàn giải lò nhỏ thôi nha vị. Công suất nó 35W, công suất 35W cũng khá ha. Cái là con âm ly đèn, radio đèn, chở bóng đèn. Đây là cái bộ đèn của nó nha vị. Ta nhấn tầm là giống nó tăng cái tiếng bass lên, tăng lên đấy. Cái AM thì khỏi ghi bằng fan, nhưng mà FM thì là phải ghi nha vậy. Ghi vô cái cọc này nó mới hát được bằng fan. Rồi bây giờ em sẽ dở phía sau cho quý vị xem ha. Ta xem các thông số ở đây xong rồi. Trong suốt nhiều năm nay theo họa sĩ Lê Tiến Phượng, ngày hè là dịp để các em vui chơi thư giãn sau những ngày học tập thi cử đây ha. Rồi đây là cái loa, phần loa của nó quý vị. Đây là phần loa toàn giải của nó ha quý vị. Loa này cũng lớn nha, loa này nó khoảng chắc cái đường kính chiều dài thì chắc khoảng gần 20 á, 18-20 á ha, lớn ha. Còn chiều cao này cũng mười mấy á, chiều cao là bằng với chiều cao của con radio này luôn. Rồi và đây là cái phần mà các cái phần bóng công suất ha, sử dụng là bóng telefunken thôi nha quý vị, xịn sò luôn á, sử dụng toàn là bóng telefunken hết, telefunken hết ha.
các cái bản công suất này, sử dụng móng telefoken hết nha quý vị. Của kẹt mini ha, đóng bánh yên gợi mini hết, bóng của Đức telefoken của Đức hết, sử dụng móng telefoken của Đức hết. Và đây nó có đóng chữ Arena trên bóng luôn nha quý vị. Arena này, Arena nó đóng trên cái bóng luôn nè. Bóng telefoken nhưng mà đóng Arena, nghĩa là độc quyền cái dòng sản xuất thoải mái. Học tập là cái thời gian mà chúng ta bồi dưỡng bên trong đây quý vị, thì cái ngày này bên đây bên trên thì còn một bóng nữa nè quý vị ha, 1, 2, 3, 4, 5 tổng cộng là 5 bóng ha. Xin đét hết quý vị, con này xin đét hết trầm trầm luôn, radio đèn ha. Và với một con radio đèn cổ như thế này quý vị, đậm chất sưu tầm, nó còn hoạt động tốt như thế này, còn zin và chạy quan trọng, nó còn nó chạy bóng telefoken, bóng zin theo máy, bóng telefoken mà còn cực kỳ tốt luôn, bóng xịn sò ha, telefoken. Thì với mức giá là 5.9 triệu nha quý vị, 5.9 triệu em bao ship toàn quốc cho quý vị ha, 5.9 triệu. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.